Tại cái ông chồng của tôi về lột đóng về sáp này nè, lâu quá trời à. Cho nên nó là mình đi ra ngoài vựa chuối xin ở mấy miếng lá chuối rồi làm bánh tiếp đây. Mà đối mấy bà là bữa nay tôi làm bánh gì nè, bà buồn ghê nha. Bữa nào mà mình làm bánh á thì ít người coi lắm, còn hôm nào mà đăng clip về sáp á thì mọi người sẽ xem nhiều hơn. Nhưng mà đâu phải ngày nào mình cũng có đơn đâu, cho nên là mọi người ủng hộ mình nhiều nhiều đi, mình sẽ có nhiều clip quay về sáp cho mọi người xem nè. Nhưng mà hiện tại á mọi người, cái giỏ hàng của mình á cứ liên tục bị khóa hoài à, cho nên á là mọi người có nhu cầu mua về sáp á thì mọi người có thể kiếm mình ở Giá Lợi hoặc là Phở Bò nha, mình có ghi ở trên đầu trang cá nhân của mình đó. Mọi người mà đang xem clip á thì mọi người bấm qua trang của mình á là nhìn trên đầu trang đó. Xem tới khúc này thì mọi người đoán được mình làm bánh gì rồi đúng không? Đó chính là bánh chuối. Làm cái món bánh này nè mọi người thì mình thấy nó không có tốn nhiều thời gian á, chỉ cần mình bỏ ra chút xíu là có bánh ăn liền à. Ở chợ họ có bán bánh chuối đó, nhưng mà mình thấy họ để bột nhiều á cho nên là ăn nó không có đã gì trơn á mọi người. Sẵn có nải chuối chín ở nhà nè, rồi gặp ngay cơn thèm của mình á cho nên là mình làm luôn. Mình dùng có 7 trái chuối chín rồi đó, cùng với 100g bột năng nè, 40g bột gạo là làm ra được tới 2 xửng bánh lần đó mọi người. Nhà mình á thì có 5 người nè, 2 xửng bánh này á là đủ cho nhà mình ăn luôn đó. Cái khúc này nè là mình muốn bánh có màu vàng nha, cho nên là mình đã thêm vào nửa muỗng cà phê bột nghệ ở ô bánh còn lại. Mình có quét một ít dầu ăn lên lá chuối á để bánh sau khi hấp á nó sẽ không bị dính. Ta-da, còn đây là thành quả của mình sau 45 phút nha. Nhìn cái bánh chuối màu vàng đẹp ghê hết mấy bà. Rồi bây giờ mời mọi người cùng ăn với mình nè. Mình thấy bánh chuối mà để bột năng nhiều á thì bánh nó sẽ mềm dai. Cái ổ bánh chuối mà mình dùng bột nghệ để cho nó có màu á, mình thấy thì nó hấp dẫn đó, nhưng mà khi ăn á thì nó nồng mùi nghệ nha, mình không có thích lắm so với bánh truyền thống. Và mọi người đừng quên là mình có bán đặc sản về sáp Cầu Kè nha, mọi người có nhu cầu thì nhớ liên hệ mình nha.